Tòa Công lý Việt Nam quyết định Phạm Văn Đồng đã phạm tội phạm quốc với 63 tội danh. Sau gần 2 năm làm việc, ngày 4 tháng 4 vừa qua tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, nhóm có tên Tòa Công lý Việt Nam đã ra phán quyết tuyên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam phạm tội phạt quốc vì đã đặt bút ký vào công hàm năm 1958, tán thành và tôn trọng bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc. Tòa Công lý Việt Nam được thành lập vào ngày 12 tháng 4 năm 2021 nhằm nghiên cứu quyết định ký công hàm năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng. Tổ chức này cho biết trong vòng 2 năm đã tiến hành thu thập bằng chứng qua cuộc tham vấn với các luật sư. 2 năm trước đây chúng ta, tất cả mọi người cũng đã ở trong thập văn đoàn, trong ban tổ chức cũng đã nghiên cứu, tìm hiểu tất cả những cái lời nhân chứng, những cái phải nói là những cái tài liệu cụ thể. Theo phán quyết của thẩm phán đoàn, hành động này của ông Phạm Văn Đồng đã gây ra những hậu quả nặng nề cho sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Chính quyền Trung Quốc cho rằng công hàm Phạm Văn Đồng là một trong những bằng chứng cho thấy chính quyền Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chính quyền Việt Nam thì khẳng định công hàm Phạm Văn Đồng không hề công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc vì trong công hàm không có chỗ nào nói tới hai quần đảo này. Cũng theo chính quyền Việt Nam, giá trị pháp lý của nó phải được đánh giá theo bối cảnh lịch sử lúc đó khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có quyền quản lý hai quần đảo này. Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho công hàm 1958 ký bởi Phạm Văn Đồng. Tòa Công lý Việt Nam được thành lập tương tự mô hình Tòa án Nhân dân. Tòa án Nhân dân là một hình thức tư pháp cơ sở và có hình thức là các tòa án quan điểm do xã hội dân sự tổ chức. Chẳng hạn Tòa án Russell năm 1966 do các cá nhân đứng ra tổ chức nhằm điều tra và đánh giá chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và hành động can thiệp quân sự tại Việt Nam. Đây là một truyền thống lâu đời của xã hội dân sự về việc tổ chức các tòa án nhân dân cho các vấn đề mà chính phủ không đưa ra được công lý. Cái này là cái giai đoạn đầu để là có một cái chính thức phán quyết của cái tòa công lý thích hợp và có lỗi. Ban tổ chức, ban điều hành đó là sẽ đi cái giai hạn tế là phổ biến ra, chẳng hạn như phổ biến lên những cái tổ chức quốc tế, Liên Hiệp Quốc. Theo lời của ban tổ chức, phán quyết lần này của Tòa Công lý Việt Nam không có tính chất ràng buộc pháp lý. Thì cái đó chỉ là một cái phán quyết thôi. Cái trách nhiệm của Tòa Công lý Việt Nam đến đây là chấm dứt. Cái trách nhiệm còn lại là một người dân Việt Nam tìm hiểu cái phán quyết đó. Thì chúng tôi thấy cái phán quyết này rất là quan trọng, tại vì trong tương lai gần đây ấy, cộng đồng không những cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ mà còn ở Âu Châu, Canada và Úc Châu, chúng tôi sẽ cùng đồng hành với ban điều hành để phổ biến cái phán quyết này. Hiện chưa thấy chính quyền Việt Nam phản ứng về sự kiện này.